Hi, xin chào anh em đã đến với bộ Gupy Channel. Trước mặt anh em đang xem đây đó chính là dòng rồng đỏ hàng nhập từ Thái Lan. Và như chữ là anh em đang xem đang thấy, tất cả những con trong video anh em đang xem đều là mái. Và quan sát kỹ phần đầu đó, anh em thấy không, vảy rồng nó leo lên đến đỉnh đầu luôn. Đó, đây là hàng của Thái thì cái con mái nó khác biệt ở chỗ đó. Và đây là mái rip bông. Tay bơi của máy thì có màu sắc đàng hoàng, tất cả đều là máy nha anh em. Đặc biệt là màu sắc của máy của hàng Thái thì nó rực rỡ, giúp cho chúng ta vừa chơi được con trống và vừa chơi được con cái, rồi con máy, rồi cái máy như nhau mà. Đó, thì chú ý là phần vảy trên lưng nó rất là dày, thấy chưa? Vảy rồng nó leo từ thân đến đỉnh đầu luôn. Đó. Thì đây là hàng nhập trực tiếp từ Thái và đây là nguồn có ri bông. Và đối với những con rồng đẹp á, thì chúng ta sẽ quan sát màu hoa văn của nó, những cái đôi tia như thế này. Đó là những con màu đẹp. Và đây, hàng này là mình mới nhập, còn cái trống của nó thì sao? Trống nó vẫn hoa văn rất là đều. Nhìn em xem đó, thấy chưa? Đó. Rồi đây là máy. Thì như mình đã nói trong tất cả các video trước, hàng nhập đa số thì con sao ta? Hàng nhập đa số thì từ Thái á, con máy nó sẽ không lớn. Bởi vì là ship cá lớn thì rủi ro nó cao hơn. Cũng giống như mình đưa một người già đi xa thì rủi ro nó cao hơn, đúng không? Thì đây cũng vậy, nhắc lại đây là rồng đỏ bông hàng nhập Thái. Đó, anh em nào cần và lại thích và hay muốn sưu tầm loại này thì có thể liên hệ số điện thoại của mình ở phía dưới phần mô tả video và nhận điện thoại. Phần mô tả video vẫn để địa chỉ đầy đủ cho anh em. Đó, và như mình đã nói đó, thì cái hàng rồng đỏ nhập từ Thái, người ta sẽ không đưa cá size lớn mà người ta đưa cá size khoảng tầm như thế này, 2 tháng rưỡi, là cái độ tuổi cá nó khỏe nhất và dễ thích nghi môi trường nhất, anh em về nuôi nó khỏe hơn cá Việt luôn. Đó, đây cá mới thả ra hôm qua thôi nhưng mà rất là sung rồi, rất là khỏe. Và cái lứa tuổi này thì thích nghi môi trường mới tốt nè, và nó nhất là kháng bệnh chống cự tốt. Đó, thì chúng ta nuôi sẽ dễ hơn so với cá size lớn. Rồi chúng ta sẽ vô qua dòng nhập khác.